Bạn có thấy những họa tiết này rất quen thuộc? Bạn đã bao giờ thắc mắc về nó? Hãy cùng tìm hiểu về chúng nhé! Nhắc tới polka dots, những họa tiết chấm bi, chúng ta không thể không nhắc tới Yayoi Kusama, hay còn được biết đến với danh xưng Nữ hoàng chấm bi. Yayoi Kusama sinh ngày 22 tháng 3 năm 1929 tại Nhật Bản. Bà tự nhận mình là nghệ sĩ bị ám ảnh và có vấn đề về thần kinh, làm việc trong lĩnh vực hội họa, điêu khắc, nghệ thuật trình diễn và sắp đặt theo nhiều phong cách khác nhau, bao gồm cả nghệ thuật pop art và minimalism. Được coi là một trong những nghệ sĩ Nhật Bản đương đại còn sống quan trọng nhất và là nữ nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về Yayoi Kusama và những họa tiết chấm bi này nhé. Yayoi Kusama được sinh ra ở thành phố Matsumoto, tỉnh Nagano, Nhật Bản, trong một gia đình bảo thủ, sở hữu một vườn cây và trang trại hạt giống. Chính bởi tuổi thơ bất hạnh và gia đình không hạnh phúc đã mang lại nỗi ám ảnh tình dục và nỗi sợ hãi trong bà, khiến cho Kusama xảy ra các vấn đề về tâm lý và sinh ra các ảo giác. Từ đó, những ảo giác về chấm bi vô tận được hình thành. Năm 1939, khi lên 10 tuổi, Kusama bắt đầu sử dụng polka dots và họa tiết lưới trong những sáng tác của mình. Bà bắt đầu trải qua những ảo giác sống động như là những tia sáng, hào quang, những trường chấm dày đặc. Nghệ thuật của Kusama đã trở thành cuộc trốn chạy của bà ấy khỏi gia đình và tâm trí của chính mình khi bà bắt đầu có những ảo giác và coi trọng các quan niệm về tự do cá nhân và sáng tạo. Năm 1950 đến năm 1957 là khoảng thời gian mà bà bắt đầu có những triển lãm đầu đời, với hai triển lãm đầu tiên cách nhau chỉ 6 tháng. Nhưng số lượng tác phẩm trưng bày tăng từ 250 đến 280 tác phẩm cho thấy tốc độ sáng tác đáng kinh ngạc của Kusama. Khoảng thời gian này, bà cũng tìm cơ hội đến với giấc mơ Mỹ của bản thân. Bà đã quyết định phá hủy hàng nghìn tác phẩm của chính mình để đến với Hoa Kỳ thông qua lời khuyên của nghệ sĩ người Mỹ George và sự giúp đỡ của tiến sĩ Shio Nishimaru, người đã bất chấp việc phản đối của gia đình Kusama và hỗ trợ bà xin thị thực đi Mỹ. Yayoi Kusama đến Mỹ với chỉ vài trăm đô và 60 bộ kimono để bán kiếm tiền sống trong khoảng thời gian đầu. Bà hy vọng sẽ thành công nhanh chóng. Nhưng cuộc sống ở Mỹ rất khắc nghiệt, bà rơi vào sự khó khăn, thậm chí còn phải đi nhặt đầu cá thừa để nấu súp ăn qua ngày. Năm 1959, Yayoi Kusama có buổi triển lãm cá nhân đầu tiên ở New York, nơi bà trình chiếu Infinity Nest. Đây là một tác phẩm triển lãm thú vị, mới lạ với chủ nghĩa tối giản, sử dụng những màu pastel, nét vẽ dày trên bức tường dài đến 9 mét. Những họa tiết trên bức tường nhìn rất giống những chấm tròn, thứ mà đã ám ảnh Kusama từ bé. Năm 1963, triển lãm Aggregation 1000 World Show tại phòng trưng bày Gutenstein ở New York. Đây là tác phẩm đầu tiên mà nghệ sĩ đã khai thác toàn bộ không gian phòng trưng bày. Năm 1964, các đồ vật được bao phủ bởi macaroni và các tác phẩm điêu khắc tích lũy Accumulation được lắp đặt trong một căn phòng có sàn phủ macaroni. Đây là những tác phẩm được tạo thành với rất nhiều loại xúc tu bằng xốp mà theo Kusama nó thể hiện sự ám ảnh của bà với dương vật. Những tác phẩm này mang lại cách nhìn của Kusama với bộ phận sinh dục nam giới, một cái nhìn rất không bình thường, rất ám ảnh. Năm 1965, tại Floor Show, với cảm hứng từ những tấm gương trong thang máy, Kusama đã phát triển thành tác phẩm lắp đặt gương đầu tiên mang tên Phòng gương vô cực, cánh đồng Fairly, được trưng bày tại phòng trưng bày Richard Castellan, với sàn nhà được bao phủ bởi những bông hoa loa kèn chấm bi nhồi bông. Những bông hoa loa kèn ấy được thể hiện cũng theo hình dạng những xúc tu, những hình ảnh mang ý nghĩa rất tượng trưng. Tháng 3 năm 1966, Kusama's Peep Show Endless Love Show tại Castellan Gallery là tác phẩm sắp đặt đa phương tiện solo đầu tiên của nghệ sĩ. Gương lục giác, đèn màu nhấp nháy, nhạc rock và huy hiệu Love Forever đã tạo nên tác phẩm sắp đặt. Tháng 6 năm 1966, lần đầu tiên bà đến Venice Biennale với tác phẩm sắp đặt Vườn Hoa Thủy Tinh, Narcissus Garden, được tạo bởi 1.500 quả bóng và được bà bán với giá 2 đô mỗi quả. Việc làm này đã bị chính quyền địa phương và những người phản đối việc bà đem bán tác phẩm của mình ngăn cản. Và cũng trong năm 1966, nhà phê bình Lucy Liport đã tuyên bố Kusama chính là tín thân của trừ tượng lập dị. Đến 1968, phong trào phản đối và hippie tìm được chỗ đứng trong các buổi biểu diễn của Kusama bởi tâm hồn phóng khoáng, luôn yêu sự tự do và hoang dại.
Kusama chuyển sang vẽ tranh và đắp người bằng chấm bi, bắt đầu tổ chức các sự kiện công khai, Shell Obliteration và các lễ hội sơn trên cơ thể. Năm 1968, tác phẩm The Anatomy Explosion, vụ nổ giải phẫu của Kusama là những cơ thể trần trụi với những chấm bi trên người được sắp đặt nơi công cộng trên khắp thành phố New York. Và khoảng thời gian này cũng là lúc mà bà bắt đầu rời xa khung cảnh phòng tranh. Đây là khoảng thời gian khó khăn bởi bệnh tật, bà mất đi người tri kỷ, trở về lại Nhật Bản. Bà đã chủ động đi kiểm tra tại bệnh viện tâm thần và chính thức thường trú tại nơi này cho đến tận bây giờ. Bởi không có những hoạt động ấn tượng và do chú trọng nhiều vào sự nghiệp văn học, nên bà dường như bị lãng quên khỏi thế giới nghệ sĩ và đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Năm 1989 là khoảng thời gian chính thức đánh dấu sự trở lại của Yayoi Kusama, cuộc hồi tưởng đầu tiên của người Mỹ tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Quốc tế ở New York, đã khơi dậy mối quan tâm mới đối với tác phẩm của cô trên toàn thế giới với chủ đề Yayoi Kusama A Retrospective. Năm 1993, Kusama đại diện cho Nhật Bản tại Venice Biennale với tác phẩm kéo dài toàn bộ sự nghiệp của cô, bao gồm một tác phẩm sắp đặt lớn, đó là Phòng gương bí ngô. Năm 1996, Kusama bắt đầu tạo ra một loạt các tác phẩm sắp đặt kết hợp bóng bay chấm bi, những quả bóng được treo trên trần nhà và đặt ở sàn làm gián đoạn thị giác của người xem. Năm 2009, bà bắt đầu làm việc trên một loạt các bức canvas lớn có màu sắc tươi sáng mang tên My Eternal Soul. Ban đầu, bà quyết định làm 100 bức. Đến năm 2016, Kusama vẫn tiếp tục thực hiện bộ My Eternal Soul. Khi bà đã đạt được mục tiêu ban đầu là 100 bức tranh, bà đã nói: "Tôi muốn vẽ 1.000 bức hoặc 2.000 bức tranh. Tôi muốn tiếp tục vẽ tranh kể cả sau khi tôi chết." Những thử nghiệm khác trong sự nghiệp của bà còn có fashion như hợp tác với Louis Vuitton trong bộ sưu tập The Second Round, hay cosmetics như hợp tác với Lancome trong Once Upon a Week Choose To, và đặc biệt là tech design với bộ sưu tập My Doggy Ring Ring với những thiết kế điện thoại độc đáo. Yayoi Kusama đã mang đến những tác phẩm chấm bi mang phong cách pop art vô cùng đặc biệt. Bà sử dụng nghệ thuật để biến những nỗi ám ảnh thành các tác phẩm của riêng mình và trở thành người nghệ sĩ đặc biệt với danh xưng Nữ hoàng chấm bi. Tới bây giờ, khi nói về sự nghiệp nghệ thuật của mình, Kusama vẫn khẳng định: "Nếu còn năng lượng, tôi sẽ tiếp tục sáng tác. Tôi muốn sống tới 200 hoặc 300 tuổi." Bây giờ thì bạn đã biết sự thú vị của những chấm bi này rồi đấy. Cảm ơn vì đã theo dõi video của tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại.